Rồi, hello, Trung xin chào bạn đến với kênh QT Sayo của Trung ha. Thì bữa nay Trung sẽ tiếp tục giao lưu những cây mai dảo Thủ Đức 9-12 cánh mặt. Bông bự ha, bông bự cây sung tàn đẹp. Bữa nay thì Trung sẽ làm với cái lô giá thật là khuyến mãi, thật là hấp dẫn luôn. Thì giá 300.000 một cây. Nhưng mà điều bữa nay thì Trung sẽ không bao ship ha. Các bạn biết lý do rồi, thì bên Trung gửi đồ thì các bạn cũng đã mua đồ của Trung nhiều, cũng đã biết rồi. Thì bên Trung gửi rất nhiều hàng nên một ngày Trung gửi nó được giảm 50% cước phí ship ạ. Như hồi xưa Trung gửi một cây vậy hoặc là hai cây vậy Trung gửi về thành phố mình đi thì nó sẽ dao động từ khoảng 100 hơn. Nhưng mà điều giờ một cây này chỉ có 70.000 là sẽ gửi được bao, sẽ gửi toàn quốc luôn. Cũng chỉ có 70.000 thôi, hoặc là hai cây chỉ 80.000 và bốn cây chỉ 120 thôi. Thì tính đi tính lại thì Trung không muốn các bạn không được hưởng cái vụ mà để Trung gửi hàng nhiều được giảm 50% ship á, nên Trung sẽ quyết định làm không bao ship. Thì không bao ship thì các bạn mua một cây nó sẽ là 300.000, tiền ship 70 là 370, là các bạn mua hai cây thì 600.000, tiền ship nó sẽ là 80.000 hoặc là 70.000. Thì bạn sẽ là được 6, có chỉ có 670-680.000 bạn được hai cây thôi, hoặc là bốn cây. Bốn cây thì nó dao động khoảng 1.2 triệu, 1.2 triệu, nhưng các bạn chỉ mất có 120.000 tiền ship thôi. Nói chung là có lợi cho các bạn rất nhiều, nên Trung mới quyết định làm không bao ship cho các bạn. Thì Trung muốn các bạn hưởng luôn được cái phần lợi nhuận mà bên ship giảm 50% ạ cho các bạn luôn, nên Trung sẽ làm như vậy ha. Thì Trung thấy các bạn, Trung nghĩ như vậy thì các bạn coi có ok không. Nếu anh em nào ok cho Trung like ha. Rồi cây đầu tiên của Trung là có cái mã số là Q61 ha. Đây Q61, mỗi nói chung một cái gốc nhìn cũng hơi lạ mà. Tàn cành thì tròn, thân thì lượng ha. Thì hai giò, còn hai giò bên đây là qua đây bạn, đây hai giò bên đây, qua đây thì cũng nói chung cũng tròn tròn, cũng hình lạ. Thì dưới giá 300.000 một cây như vậy, các bạn về chăm sóc các bạn chơi Tết thì quá ok rồi. Tại dàn mai của Trung thì các bạn biết rồi, cây nào cũng như cái này bạn. Đây bộ đế, bộ rễ bạn, bộ đế bộ rễ nè, nó thì nó vẫn ok, vẫn mướt mà quá trời đất đây. Thì cây này thì Trung gửi đi là Trung sẽ bó vô cái bầu và tặng kèm theo cho bạn một mớ giá thể luôn. Thì các bạn về chỉ việc mua cái chậu ba tắc bỏ vô thôi là mình chơi thôi. Nói chung chơi là rất ok bạn, không cần phải bàn, không cần phải suy nghĩ ha. Cây này hoành thì bạn thấy gần 11 nè ha, gần 11, bo ghép ở trên bạn thấy không? Gần liền và hoàn toàn không có lỗi ha. Rồi cây đầu tiên của Trung, với cái chiều cao hơi khủng bằng, cây này nói chung hơi đẹp bằng, chiều cao nó là tới 46 đó. Thì các bạn thấy nè, cái mai nó tròn tràn tàn kìa, đẹp ok vậy đúng không? Đó, cành tàn tròn, tròn như vậy mà chỉ có giá là 300.000 một cây, với tiền ship 70 là 370 thôi. Còn nếu các bạn mua hai cây nó chỉ có 600.000 thôi, với tiền ship 80.000 là chỉ có 680 thôi. Các bạn được hai cây mai chơi Tết ok luôn. Cây bạn để bên đây, cây bạn để bên kia, hoặc là cây bạn chơi, cây bạn tặng thì nói chung cũng quý bạn. Để tại bạn thấy cành tàn thì nó chứ cũng đã ok. Còn bông thì các bạn biết rồi. Đây, mai Trung nè. Bông này, bông rất ok ha, rất bự, rất tốt lá, đặc biệt là sung, rất sung. Cây này thì tay cành uống lượng nè bạn. Tay cành uống lượng chi đều ha. Đó các bạn thấy chi đều ha. Chi rất đều ha. Đó cành uống lượng chi rất đều, lá rất sung luôn. Thì mình chơi nó ra rất hợp lý bạn, không còn gì bạn để bàn cãi đại cãi. Không còn gì để mình bàn cãi hết. Nói chung là rất giá siêu việt, siêu rẻ luôn. Chưa có ai bán mai rẻ như Trung luôn. Rồi cây đầu tiên của Trung là với mã số là V61 ha. V61. Cành tàn tròn đều, bông đẹp ok hết, giá 300.000 một cây. Trung nhắc lại ha, chưa có tiền ship nha bạn. Tiền ship sẽ các bạn nếu mà Trung là bán mai mà Trung không bao ship như vậy đó, thì các bạn sẽ là người được hưởng cái lợi nhuận phần trăm bên GMT giảm cho Trung, là một cây được giảm được 50% lần toàn quốc luôn. Các bạn thì nghĩ coi, một cây này gửi ra tới quê Phú Quốc, gửi ra tới Hà Nội làm gì có giá 70.000 đúng không? Nhưng bên Trung là có một cây 70.000, hai cây 80.000, dám bao các bạn. Thì các bạn sẽ mua hai cây đi ha. 68 thì nói chung Trung bán lại mua mai rẻ, thì các bạn nào có khả năng, có nhu cầu cần thiết thì các bạn nên mua hai cây ủng hộ Trung. Còn các bạn nào không có thì thôi, mua một cây Trung cũng bán luôn, mà hoặc nửa cây Trung cũng chơi luôn. Nói chung là nó vui bạn. Thì anh em mình tùy theo chỗ mình ha, theo gì nhà mình có còn trống có chỗ à, mình thích có chơi con cây à. Kêu Trung mua hai cây làm sao mua đúng không? Thì các bạn Trung đi nói là nói cho vui vậy thôi. Thì anh em mình cứ thì làm quan tâm, anh em cứ ủng hộ Trung là Trung mừng lắm rồi. Đây bạn thấy
Nếu anh em nào không có mua thì cứ vô coi ha, coi comment. Thì có cái gì anh em thắc mắc hay gì anh em cứ comment dưới bình luận, chúng sẽ trả lời thắc mắc em. Anh em thấy cái cây đọt non đang ra phúng ha, rất đẹp, rất ok luôn. Rồi cây này là cây Q61 ha. Rồi chúng sẽ bỏ xuống. Rồi tới một cây Q62 rồi. Đây, cây Q62. Một cây rất đẹp, ok luôn, bạn thấy góc nè, giờ nhỏ thôi. Nhưng đều một bộ đế nè, bộ đế nhìn thấy không? Nhìn rất đẹp ha, và hoàn toàn không lỗi bạn thấy không? Nè, bộ ghe đế nè không? Đó, bộ đế nhìn rất ok. Quan trọng là lá bạn, lá cây cành rất tàn, rất sung và đọt non mà thấy không? Đang ra rất có độ mạnh luôn, anh em cứ chăm thôi, không cần phải làm gì hết. Nó rất đơn giản mà các bạn mình chơi mai thì các bạn biết rồi, mình đây bạn. Trung mì mới bỏ phân đây, phân trùng bỏ phân sông Giang hữu cơ. Trung ở đây trồng mai thì Trung hay xài phân hữu cơ nhiều hơn là phân vô cơ. Đó nên cái mai Trung thì các bạn thấy nó phát triển nói chung là ổn định mà nó không có dạng dược bạc hoặc là không có ấy. Cây hoành này hoành được 8,5 bạn. Nó không có nó ổn định cái mai bạn thì mình dễ chăm sóc hơn, anh em dễ chăm hơn. Anh em không biết chơi nó cũng không có sao. Chiều cao của em nó là 34 mà. Trung trồng mai thì các bạn biết rồi, cứ phần hữu cơ chơi thôi. Thấy dàn lá không? Dàn lá rất mướt, rất đẹp, rất sung luôn. Đó, rất ok ha. Luôn cả những cái cành như vậy nè bạn, những cái cành như vậy ha. Lỡ như tứ nặng đó, nó gãi nó rớt xuống vậy nè. Đó bạn thấy rớt xuống này dặn dính là và dặn bám và dặn ra được non bình thường ok hết. Đó các bạn thấy cứ bình thường mà, đâu có gì là khó đâu. Rất đơn giản mai là liền cốt. Rồi cây này thì gốc rất đẹp bạn, gốc nhỏ như gốc rất đẹp ha. Gốc này thì anh em khỏi cần phải chơi đây. Nó gốc này. Quá trời đẹp luôn ha. Rồi cây này là cây tàn thẳng uống lượng luôn bạn ha. Rồi cây này là cây Q62 ha. Rồi tới cây Q63. Q63. Đây. 300.000 một cây bạn. Giá quá trời quá đắt rẻ luôn. Không còn giá nào rẻ hơn. Ở đây bạn thấy này dàn gốc nè. Y như cái con gì đang ngồi ha. Bo ghép là bạn thấy hoàn toàn không có lỗi hết. Đây. Đó, rất mạnh, mai rất sung, lá rất bơ lớn luôn. Những cái mai này Trung dám bảo đảm các bạn là bông bự hết nha. Bông trên 6 phân, 6 phân rưỡi, 7 phân hết. Bao hết các bạn cứ yên tâm. Và thơm, bông rất thơm. Tại những cái này thì Trung đã bán Tết rồi nên Trung biết cái mặt bông rồi. Các bạn cứ yên tâm, không cần phải sợ một bông nhỏ. Anh em này có lấy giống hay hoặc lấy những cái này là quá ok luôn ha. Hoành nó được gần 11 được không? Gần 11 ha. Rồi, chiều cao của em này thì được 33. Rồi cây này là cây Q63 ha. Đây. Dàn tàn mà, dàn tàn lá ha. Dàn tàn lá rất ok. Đó. Gốc mà thấy gốc à. Gốc rất đẹp, gốc bự ha. Nhìn rất ấn tượng luôn. Rồi cây này là cây Q63 ha. Đó. Giá 300.000 thì không còn giá nào rẻ hơn mà. Tại bạn biết những cái mai sung tốt như vậy, người ta chăm sóc một cây mai như vậy rất lâu năm mà, chứ phải là bằng mà. Rất lâu rồi và rất lâu mới được một cái cây thành phẩm như vậy. Để chơi Tết. Cái cây này thì các bạn bỏ trên cái chậu, bỏ đến nông địa hay hoặc trên cái gì nhỏ nhỏ, chỗ bàn khách đồ, nói chung là quá ok thì không còn gì nữa bằng. Thì các bạn thấy đây bây giờ như vậy, các bạn chăm sóc cái Tết thì nó phải bự bự lên chút xíu rồi. Nói chung là một cái cây lùm ut ok, nhìn thấy là không còn gì để chơi bằng, chỉ có giá 300.000 đó. Nói chung là giá rất rẻ vậy, rất giá không còn giá nào rẻ hơn nữa, giá của Trung bán. Rồi cây này là cây Q63 ha. Rồi tới cây Q64. Cây này nãy Trung quên làm cặp cây Q64 với cây Q62. Hai cây này là nếu mình để một cặp là song sinh bạn, một cặp song sinh ha, hai hàng ngồi nghênh qua, hàng nghênh qua nghênh lại, một cặp cho nhìn rất đẹp bạn. Đó, một cặp đây. Đó, ok ha. Đó, mình thấy một cặp này nói chung là mình để một cặp này là quá tuyệt vời luôn, không còn gì để bàn cãi. 680.000 một cặp, rất đẹp. Rồi Trung đo luôn con kẽm ha. Cây này thì hoành được, đo luôn con kẽm là được 9,5 bạn. Rồi chiều cao của em nó thì được 35 ha. Đó, mà thấy dàn gốc nè, hoàn toàn không lỗi ha. Dàn gốc này với cây này, cây 64 với 62 là một cây một cặp à, một đúng cặp luôn. Cặp y nhau ha. Rồi, dàn tàn đây. Dàn tàn mà thấy không? Dàn tàn đang tròn ha, đọt non nó đang ra đây ok này. Đó. Tròn là mình phải nhìn chi bạn, vô chi 1, chi 2, chi 3, chi 4, chi 5, chi 6, nói chung là đều chi bạn ha, không thiếu chi nào. Rồi tròn ha. Thì tại nó mới lặt là mới bấm hết thì nó nhỏ thôi. Chứ các bạn gì bạn chăm sóc yêu cầu sơ sơ là nó sẽ bự ra cho bá liền. Nó cũng rất đơn giản mà. Cái mai thì nó mình chăm sóc nó cũng bình thường lắm. Nói chung nó không có gì là gọi là quan trọng. Anh em mình đừng có quá chú trọng, nói chung là đừng có thương quá cái mai là được thôi. Đó, quan trọng là vậy ha. Rồi cây này là cây Q64 ha. Những cái lá nào ở trong này mình nên lọc bớt vào cho nó thoáng cây ra thì nó sẽ phát triển cái đọt mạnh hơn. Rồi cây này là cây Q64 bạn. Rồi tới cây Q65 ha. Đây. Cái gốc cũng rất ok, nói chung gốc nào Trung bán mai thì gốc nào nó cũng như đẹp hết.
Cái này gốc. Gốc y như cái con bò, bò mà thứ bò mà bò cũng mà thấy cái dây đỏ nó rượt á. Giống giống ha. Y chang. Đó. Bo ghép thì hoàn toàn ok bạn, đang kéo rất đỏ bạn thấy không? Đang kéo rất đỏ ha. Rồi, cái này là cái Q65 ha. Cái này thì nó có cái lỗi tí xíu đây, mà dưới đó là coi cho gọi là không lỗi được bạn. Tại cái lỗi nhỏ xíu là nó đã kéo liền luôn rồi, sắp liền nè. Cái này thì 2 tháng nó liền luôn. Hoành được 9 phân bạn. Chiều cao của em này thì được 41 ha. Những cây này thì các bạn chăm sóc, các bạn cứ yên tâm, tại nó rất mạnh rồi. Đột non nó đang phúng rất nhiều bạn. Nó phúng rất nhiều rồi. Mình về yêu cầu mình về tới mình rồi cho thời gian là nó sẽ chà bá ra liền. Nó rất bự, mau bự ha. Rồi cây này là cái Q65 ha. Các bạn thấy dần lá không? Dần lá rất mướt ha. Trung trồng mai thì trung bỏ phân hữu cơ nhiều hơn phân vô cơ, nên các bạn cứ yên tâm chăm sóc, tại nó rất dễ chăm sóc. Chứ mình trồng phân vô cơ nhiều quá thì cây mai mình nó sẽ khó chăm sóc bạn. Còn cái này trung dám bảo đảm các bạn là trung không có bỏ phân vô cơ nhiều. Các bạn thấy nè, kia bằng chứng, đây là phân BB nè, hỏi chiên nè, thì đây là phân hữu cơ nè, toàn ổ phân sông Giang nè, toàn là phân hữu cơ không. Đó, cây này là cây V65 ha, nói chung là rất dễ chăm ạ. Rồi tới cây V66 bạn. Đây, cây V66 ha. Rồi một cái gốc rất cũng ok bạn, thấy gốc không? Rất đẹp ha. Cây này thì tàn hơi nhỏ chút, nhưng điều gốc thì bạn thấy gốc không? Rất lạ ha. Ở gốc y như cái cống bên kia nhìn qua. Rất đẹp à. Rồi. Chúng đo thông số cây này ha. Cây này thì thôi đo luôn cùng kèm đi, cho dễ. Có sổ kèm khó đâu. Đo luôn cùng kèm là được 13 rồi bạn, 13 ha. Rất bự ha. Cây bự không? Chiều cao em nó được 34. Những cây này thì các bạn cứ yên tâm nha, tại Tết đa số là có bông hết. Tại cây này chúng ta bán Tết và bấm lại rồi thì các bạn cứ yên tâm, tại đã chờ bó ghép nhiều năm rồi bạn, chứ không phải là mới ghép ha. Rồi cây này là cây Q66 ha. Q66. Rồi tới cây Q67 bạn. Một cây Q67 ha. Gặp đây. Anh em thấy gặp không? Đó, dàn tàn rất ok ha. Đây, gốc nè. Q67 ha. Bỏ ghép rồi bạn, hoàn toàn không lỗi ha. Rồi, chúng sẽ đo thông số cái này luôn. Những cái này thì tàn tròn đều bạn, được 10 phân bạn, quanh được 10 phân ha. Rồi, chiều cao cái này được 37. Rồi, cái này là cái Q67 ha. Đây, dàn tàn đây, thấy không? Tàn chi đều ha, rất tròn, rất đẹp luôn. 300.000 rất hợp lý luôn. Anh em về cứ bỏ vô trong chậu chơi thôi, không cần phải làm gì hết. Rảnh thì tưới buồn buồn ngày tưới cho nó làm. Sáng ra mình tưới cho nó cái. Rồi cứ sáng bữa sau tưới cho nó cái. Lâu lâu anh em xịt miếng phân, bỏ xịt miếng thuốc từ sâu rồi là xong. Chỉ vậy thôi. Nói chung là rất đơn giản. Rồi cây đây cây Q67 nè. Rồi tới cây Q68 ha. Đây Q68. Q68. Ui giời. Q68 ha, một bộ đế nằm ở dưới ha. Nhìn cũng rất ok nè. Đó, bo ghép đang kéo gần liền luôn bạn, gần liền bo ghép ha. Rồi, chúng sẽ đo thông số cái này luôn. Cây này hoành được 9 phân mà. Rồi chiều cao em nó được 35. Đó các bạn thấy những cái dàn lá nè. Các bạn để lá mỏng như vậy các bạn không đừng có sợ, tại cái này là do nó thiếu ánh nắng chút xíu. Đó, như mình không có phun phân bón đầu trâu phân hữu cơ bạn, phân vô cơ cho trên lá đó, nên nó bị vậy thôi. Chứ thật tế là khi nó già ra bạn, chúng dám bảo đảm các bạn khi nó già ra nó hết nè. Anh em thấy ok ha, anh em đừng có thấy mình nó vậy anh em tưởng bệnh, không phải đâu nha. Tại nó lá mình bỏ thiếu nắng chút xíu nó hơi mỏng lá thôi. Như cây này thì anh em chăm sóc nó rất dễ, tại đồ non nó ra rất mạnh rồi. Thì mình về mình chăm nó ok lắm, không cần phải suy nghĩ gì hết. Rồi cây này là cây Q68 ha. Rồi tới cây Q69 nè. Q69. Q69 một con hình thú hay nào nằm ha. Cũng hoàn toàn không lỗi bạn. Thì như con gì đang ngồi. Không lỗi ha. Q69 ha. Rồi chúng sẽ đo thông số luôn ha. Cây Q69 này nó được 9 phân rưỡi bạn, 9 phân bạn. 9 phân ha. Chiều cao em nó được 41. Đó bạn thấy dàn rễ dàn giò không? Nhỏ nhỏ như có vỏ ha. Dàn tàn thì ok luôn. Đây. Dàn lá thì anh em thấy không? Rất bự ha. Đó. Rồi cây này là cây Q69 ha.
Rồi tới cây Q70 bạn. Đây. Q70 ha, một cái góc vừa một cái góc con thú nằm. À, hoàn toàn cũng không lỗi bạn. Không lỗi ha, một ghép này. Đây đỏ ha. Đây, dàn tràn cành ok ha. Rồi cây Q60 70 ha. Chúng sẽ đo thông số. Cái này thì hoành được hơn 9 phân ạ. Đột non nó đang ra rất nhiều ha. À, chiều cao em này là khơi khiên tốt luôn. À, chỉ có 29 thôi. Đó, mà thấy dàn tràn chiều cao ha. Đó, đột non nó đang ra rất ok nè. Rồi, cây này cây rồi tới cây Q71 ha. Đây nè, cây Q71. Đây, đó, một cái góc anh em thấy không? Góc rất đẹp ha. Đó, ok ha. Nói chung là mai chung mỗi góc nó mỗi kiểu giá mà, nó khác nhau hết. À, bo ghép thì bạn thấy đang kéo rất đỏ hết rồi. Nên không có lỗi không gì, anh em không cần phải sợ. À, những cây này thì nó góc nó rất già rồi, tại nó nhỏ thôi. Chứ thực tế nó rất già góc bạn. Rồi chúng sẽ đo thông số ha. À, cây này hoành được 9,5 bạn. Chiều cao em nó được 37. À, còn đồ vàng đột non mà thấy nè. Đó, nó đang nhú đột non nè, rất nhiều nè ha. À, thì bỏ phân vô thì nó bung ra thôi. Nói chung là nó hết chu kỳ đây, đột non nè bạn. Thấy không? Nó hết chu kỳ nó sẽ bung đột non ra mạnh thôi. Thì anh em mình chăm sóc nói chung là nó đơn giản lắm nè. Rất dễ ha. Rồi cây này là cây Q71 ha. Rồi tới cây Q72. Ui da, cây Q72. À, Q72 ha. À, góc cũng rất đẹp không. À, trên đây thì cái Q2 thì nó có cái lỗ xíu đây anh em. Lỗ ha. À, nhìn nó đang kéo rất đỏ thì cây này hết năm nay nó sẽ liền đó. Nói chung là liền cốt lên nó sẽ đẹp rồi nè. Không có gì hết. Cái nhánh dưới đây là cái nhánh mai năm cánh ha. Rồi chúng sẽ đo thông số cây này luôn. Rồi cây này là hoành nó được 10,5 bạn. 10,5 ha. 10,5 đây. Rồi chiều cao của em này thì được 33 ha. Rồi đây cây Q72 anh em thấy không, dàn tàn cành rất ok, không còn gì phải bàn cãi hết, rất tròn rất đều luôn, nhìn rất đẹp luôn. Q72 ha. Rồi tới cây Q73 bạn. Đây Q73 ha. Đó Q73 một cái em ngồi nghênh mặt bên kia nhà sớm. Q73 ha. Rồi, chúng đo thông số cái này luôn. Rồi, lòn trong con kẽm đi. Rồi, cây này là hoành được 10,5 bạn. Chiều cao em này thì được 29 ha. Đó, một cái cây Q73. Anh em thấy dàn tàn. Đó, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng đầu đột non nó đang ra nè, đột non nó đang ra rất mạnh nè. Thì nó sẽ ra đột non ok lên nên nó sẽ bự cây thôi. Anh em đừng quên thì sao, tôi mới xịt nên từng lấy bên này chắc giống như có sâu rồi. Anh em thấy đầu non đang ra ha, ra rất nhiều ha. Rồi cây này là cây Q73 ha. Nè anh em thấy không? Nè, đầu non ra rất mạnh ha. Đó, những cái lá này mình bỏ đi, đó, cho nên nó búng cái đầu nó mạnh ra. Rồi tới cây Q74 này nè. Nè Q74 ha. Đó. Cái này thì có cái lỗ đây nè, có lỗ đây trên đây. Đây hai lỗ ha. Thì cây nào có lỗ chúng sẽ nói có lỗ ha. Chỉ để anh em mình vô bán bài mai là nói chung mình chơi là chơi đam mê nè, chơi đam mê mình là chơi mai chứ đừng để mai nó chơi. Này là anh em mình sẽ vui vẻ nhất ha. Đi làm mệt gì mình về ngắm cái mai nói chung cũng hơn 10,5 à. Nên cũng thấy nó cảm giác thấy rất vui ạ. Nó rất vui. À, còn anh em mình đi làm gì nhâm nhìn cái mai mình mà nó này kia rồi anh em mình thấy buồn lắm. Nên anh em mình chơi nói chung là chơi mình phải giải trí đi. Dạng gì dạng như giải chết được 35 anh em. Cây này được 35 ha. Đó, đột non nó đang ra rất mạnh ha. Anh em thấy đột non nó ra rất nhiều luôn. Đó, rất nhiều. Cây này thì chừng 10 ngày nữa thôi. 10 ngày nữa như cái đột này nó bay hết ra là anh em thấy nó rất bự cây ha. Anh em thấy không? Vú rất nhiều đột non ha. Rồi cây này là cây Q74 ha. Rồi tới cái cây cuối cùng anh em. Cuối cùng là cây Q75. Đây cái cuối cùng ha. Đây cái Q75 này. Đó, bộ ghép hoàn toàn ok, hoàn toàn không có lỗi ha. Nhìn rất đẹp luôn. Rồi cái Q75 ha. Đây Q75. Rồi chúng sẽ đo thông số ha. Cái này là hoành được 10 phân mặt. Rồi chiều cao của em nó thì được 29 ha.
Rồi cái này là quy 75 ha, là cây cuối cùng ha. Đó, này thấy không? Đẹp, ok. Rồi, Trung cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Trung ha. Xin chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thật là luôn vui. Trung xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Có thể Trung sẽ làm cái lô mai sắn với mai bạch mai của Trung giá 200.000. Nói chung là cho anh em làm giống ha. Trung còn mới, Trung làm cho khoảng 10 cây thôi. Anh em có thể mua cây này với kèm cái kim được. Nó chắc là hợp lại. Rồi chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong clip sau ha.